Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, kết quả giải phóng mặt bằng 10 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án đường vành đai 4, dự án đường Tân Phúc Võng Phan, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, khu công nghiệp Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 3 cụm công nghiệp Kim Động, Chính Nghĩa, Đặng Lễ, huyện Kim Động, Ân Thi, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hùng Chi Kiên, thị xã Mỹ Hào, cụm công nghiệp Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, cụm công nghiệp Yên Mỹ và cụm công nghiệp Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Về dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên, ngày 31 tháng 5 năm 2023, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã ban hành kết luận số 669 về việc triển khai các dự án thành phần 1.2, 2.2. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận tỉnh Hưng Yên. Đến nay, huyện Khói Châu đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 17 gia đình, hộ gia đình cá nhân với số tiền trên 6 tỷ đồng. Huyện Yên Mỹ đã ban hành xong thông báo thu hồi đất và thực hiện kiểm đếm 454 trên 488 hộ cá nhân với diện tích gần 30 ha. Đồng thời, ban hành xong thông báo thu hồi đất và thực hiện kiểm đếm đối với vị trí thực hiện tái định cư diện tích 1,85 ha. Dự kiến từ ngày 20 tháng 6 năm 2023, chi trả bồi thường, hỗ trợ, ngày 30 tháng 6, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đối với huyện Văn Lâm và Văn Giang, đến nay vẫn đang trong quá trình xây dựng dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, dự án đường vành đai 4 rất quan trọng, trọng trách của tỉnh là rất lớn trước Đảng, Nhà nước, cho nên cần phải nỗ lực, quyết liệt thực hiện để đảm bảo tiến độ. Đồng chí đánh giá cao kết quả giải phóng mặt bằng của huyện Yên Mỹ, Khoai Châu. Đồng chí phê bình huyện Văn Lâm và huyện Văn Giang có tỷ lệ giải phóng mặt bằng chậm. Đồng chí yêu cầu hai huyện từ nay đến ngày 25 tháng 6 phải gửi thông báo thu hồi đất, gửi phương án phê duyệt và chi trả cho người dân để đảm bảo tiến độ hết tháng 6 năm 2023, bàn giao 70% diện tích mặt bằng. Đối với dự án đường Tân Phúc Võng Phan cùng tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về những bất cập trong thủ tục như thủ tục về chuyển đổi đất đai, chuyển đổi đất lúa và hoàn thiện báo cáo tác động môi trường thời gian qua cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Đồng chí cũng chỉ ra một số nguyên nhân vật cản chủ quan dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm, cụ thể như việc xây dựng quy hoạch chồng chéo, dự án chồng dự án nên dẫn đến phải điều chỉnh, cho nên mất rất nhiều thời gian. Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đối với dự án đầu tư công phải quyết liệt hơn các dự án khác. Thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ thường xuyên họp 2 tuần một lần để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp giải quyết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt quy trách nhiệm cho những người đứng đầu sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố để xảy ra việc thi công chậm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về buổi họp trong chương trình thời sự sau.